Dạ. Dạ xin chào, xin chào. Ai là bà ngoại của bé? Bà ngoại bé đây hả? Dạ cháu con đi. Chị ơi, chị ơi bình tĩnh nha, hỏi chút xíu chị. Mới vừa dẫn cho con đi mà, dạ dạ cho con đi. Kêu bình tĩnh để cho chú ấy đừng làm vậy. Anh ơi, bé mất hồi nào vậy? Bé mất chưa có chết nè. Rồi giờ sao? 10 giờ điện về mới chết. 10 giờ ngày 10 giờ khoảng 10 giờ. Mới trở về tới đây ha. Chưa chết đi chứ. Vô cái đầu cái cửa. Ở trên Sài Gòn chuyển về ha. Ở trên Sài Gòn chuyển về bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng như đồng hai chuyển về con cháu con thì vì mới hôm qua kia gì á còn nhiều quý ân nhân hỗ trợ tiền bạc cho bé đi chữa trị đó, lúc đó ở Cần Thơ rồi chuyển lên Sài Gòn qua hôm qua khoảng 2 giờ mấy hôm qua là chuyển đi thành phố cho mẹ biết đi. Cháu chưa chết đúng không con? Cháu chưa chết nó còn thở mà nó về chứ ngoại, nó về chứ ngoại nữa. Bây giờ tính liệm bé hả? Dạ, tính liệm bé. Rồi đem về đâu chôn anh? Đem về bên Lục Sĩ. Trên thục nhà nghe, trên đất nhà chôn hả? Đất nhà của ông ngoại đó. Đấy, cái chị này là cái gì của bé vậy? Bà ngoại. Bà ngoại của bé này hả? À, bà ngoại. Còn mẹ nó đâu? Mẹ bé đâu? Mẹ kia bên kia. Mẹ bé ở đây. Nè con ơi, hồi sáng á, chú có gửi 1 triệu là tiền của một quý ân nhân ở chợ Ôn và của cô Non Mỹ đó gửi hỗ trợ cho bé đó, là chú gửi qua cho chị Ái Mỹ, chị Ái Mỹ chuyển lên cho con trên Facebook của con đó nha, chuyển lên tài khoản của con đó, con có nhận được chưa? Bây giờ bé nó cũng đã mãn phần rồi, con gắng bình tĩnh con lo nha. Rồi để cho quý ân nhân ơi có ai giúp đỡ cho hoàn cảnh của mẹ con không nữa ha, cứ bình tĩnh lo nha con. Đồng ý đổi bạn con với cháu con về bắt thân đi cháu con chết đi ba cháu con đi nó mới lè thôi nó cười với ông ngoại đi mà rồi bây giờ tính chừng nào mới vậy đó tính xong rồi nó làm đi xong rồi. Anh ơi, bây giờ thấy anh là bình tĩnh nhất ở trong đám này nè. Anh cho hỏi biết cái hoàn cảnh của mẹ con của bé này sao không anh? Mẹ con của hai bé này thì nghèo lắm, cha nó bỏ rồi đi mần thuê mần mướn vậy đó. Rồi bây giờ con bệnh thì cũng nhờ các mạnh thường quân này kia cho tiền chứ nói chung ra tụi nó không có ai có tiền hết trơn á. Hai mẹ con nó có nhà cửa gì không? Không có nhà, không có cửa gì hết. Chưa có nhà gì ở đậu đó. Ở đậu bà ngoại ông ngoại đồ gì đó. Ở đậu nhà của ông cậu. Ông cậu á. Ông cậu đó.
làm thường đó là ông cậu đó. Bây giờ không rồi. Để cho nó ấy điện nó đụng cho. Rồi có khăn cái gì đâu đem tôi sửa sắp cho nó mới cho nó ấy cho nó. Đồ của nó đâu? Anh hai. Rồi áo thun áo nào đẹp đẹp của nó đâu, bỏ cái giày cá cho nó đi trong này đi, rửa cái áo thun nào áo nào đẹp đẹp của nó đó. Nó mà hay mặc thường cho nó cái nón. Nón. Bây giờ đem về bên lục sĩ bên đất nhà chôn hả anh? Về lục sĩ đất nhà. Ừ. Nhờ tạm để đây ăn liệm đi ha, rồi về bên bển chôn. Rồi thôi con, chú chia buồn cùng con nha. Con về con gắng lo cho con nha, cho hội sự cho xong đi.